Ấn Độ điều tra lượng ống đồng nhập cảng đến từ Malaysia, Việt Nam cũng như là Thái Lan. Đây là tin tức từ New Delhi, Ấn Độ. Kính thưa quý vị, chính phủ của Ấn Độ cho biết rằng họ đang điều tra việc nhập cảng ống dẫn và ống đồng từ Malaysia, Việt Nam và Thái Lan để xác định xem liệu các nhà sản xuất ở các quốc gia này có đang nhận bao cấp không công bằng hay là không. Theo một thông tư của thông tin của chính phủ được đăng tải vào hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 9, điều tra trên được thực hiện bởi Tổng Cơ quan Biện pháp Thương mại của Ấn Độ. Kết quả có thể dẫn đến việc những mặt hàng nhập cảng này phải đối mặt với thuế chống bao cấp. Cuộc thăm dò sẽ tập trung vào lượng hàng nhập cảng được vận chuyển từ ngày 1 tháng 4 năm 2019 cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2020. Theo tờ US News đưa tin, thì thông tin trên còn cho biết thêm rằng Tổng cơ quan biện pháp thương mại cũng đã nhận được dự kiện nhập cảng của hải quan đối với đối tượng hàng hóa trên trong 4 năm qua. Dự kiện cho thấy lượng nhập cảng tăng chủ yếu là từ Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, chiếm hơn 90% tổng kim ngạch nhập cảng hàng hóa thuộc đối tượng này. Bộ Thương mại của Thái Lan cho biết họ sẽ chờ đợi những hành động mà Ấn Độ có thể thực hiện, nhưng dự kiến sẽ có ít tác động đến quốc gia này bởi lượng xuất cảng các sản phẩm trên của thái lan không lớn trong một tuyên bố đối với reuters thì bộ ngoại giao cộng sản việt nam cho biết họ vẫn đang tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của tổ chức thương mại thế giới wto